Xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đến với không gian của Festival Nông sản và các cái làng nghề truyền thống năm 2022 đang diễn ra tại khu vực đường đua F1 cạnh sân vận động Mỹ Đình, Hà Nội. Và trong không gian lễ hội thì có một cuộc trưng bày sinh vật cảnh thủ đô với rất nhiều những cái tác phẩm cây cảnh nghệ thuật của nhiều nhà vườn ở khu vực miền Bắc này. Đây gần như là một cái cuộc triển lãm cây cảnh, trưng bày cây cảnh cuối cùng trong năm 2022. Đấy, với rất là nhiều những cái tác phẩm nổi tiếng của các nhà vườn. Cũng có những cái tác phẩm mới mà lần đầu đi triển lãm. Hình các bạn đang xem là một cái tác phẩm xanh trực huyền của nghệ nhân Tạ Huỳnh. Một tác phẩm xanh khác có tên Trực Công Tử cũng của nghệ nhân Tạ Huỳnh. Đây là một tác phẩm có cái kích thước khá là đồ sộ. Ở cuộc triển lãm trưng bày cây cảnh nghệ thuật này thì phần lớn vẫn là những tác phẩm xanh cỡ đại. Và cho thấy là cái cây xanh vẫn là những cái cây chủ lực trong cái nghệ thuật sinh vật cảnh, vốn vẫn đang được phát triển rất mạnh ở khu vực miền Bắc. Một tác phẩm tổng thể nhìn rất đẹp của tác phẩm Trực Công Tử. Có nhiều tác phẩm của nghệ nhân Tạ Huỳnh đang được trưng bày ở khu vực đường đua F1 này. Tiếp theo đây là một cây sung, một tác phẩm sung quả. Mình để ý thấy là rất là nhiều những tác phẩm cây cảnh nghệ thuật hiện tại đang sử dụng cái loại chất trồng là đất nung Akadama. Ngày càng nhiều những tác phẩm sử dụng cái loại này với rất nhiều những cái ưu điểm. Bên cạnh cây sung thì mình đã gặp lại một cái tác phẩm rất là đẹp khác. Đấy là tác phẩm ngâu mình từng gặp ở Bắc Ninh và cả Đông Anh triển lãm vừa rồi. Một cây ngâu bonsai với cái thân rất là già, nổi u cục cả cái bộ rễ của nó nữa. Tác phẩm ngâu nhưng mà được đề tên là Nguyệt Quế, chắc nó có sự nhầm lẫn nào ở đây. Một cây xanh cổ đến từ Thái Bình, nhà vườn Vân Anh. Số lượng tác phẩm trưng bày ở khu đường đua F1 Mỹ Đình rất là nhiều và thu hút rất đông người đến tham quan. Vì ngoài
các cái sản phẩm của các làng nghề truyền thống, thì có rất nhiều cây cảnh. Một tác phẩm xanh ôm đá. Tác phẩm xanh Nam Điền. Mời quý vị các bạn ngắm chi tiết hơn cái tác phẩm xanh Trực Huyền của nghệ nhân Tạ Huỳnh. Triển lãm lần này đa phần là những tác phẩm cây cảnh cỡ đại. Thi thoảng thì có cây tầm trung thôi. Một cây si. Một tác phẩm xanh có tên là Tam Phúc. Mặc dù khai mạc và bế mạc trong thời gian ngắn nhưng mà mình nghĩ là những cái tác phẩm cây cảnh sẽ vẫn tiếp tục được trưng bày ở không gian của khu vực đường đua F1 này thêm một số ngày nữa. Vì đây là những cái ngày cuối năm rồi thì cũng là cơ hội để các nhà vườn, các gian hàng có thể giao dịch thêm nhiều những tác phẩm, những cái sản phẩm. Nói chung cuộc trưng bày cây cảnh nghệ thuật này thì có rất nhiều những tác phẩm nổi tiếng của các nghệ nhân đều tham gia ở đây hết rồi. Và với việc không gian tổ chức được đặt ở một cái khu vực rất là rộng rãi và tấp nập nên là thu hút được rất nhiều cái sự quan tâm và tham quan của người dân. Quý vị có điều kiện thì nhớ ghé qua cái cuộc trưng bày này. Con gái hết. Ở trong video tiếp theo thì mình sẽ giới thiệu chi tiết hơn về một số những tác phẩm của cuộc trưng bày cây cảnh, mặc dù có thể là đến hơi muộn một chút. Mời quý vị các bạn cùng đón xem ở video tiếp theo.